Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và như chúng tôi đã hứa thì hôm nay chúng tôi trở lại với nhà văn Phan Nhật Nam. Và cái show vừa rồi thì quý vị cũng nghe về cái bản hiến pháp mà trong đó có 70 ghế đại biểu và có hai đảng, đó là đảng Việt Quốc và đảng Việt Cách. Chắc chắn rằng cái điều này nó cũng chưa có nhiều người hiểu rõ về những cái chi tiết này. Thì xin trước tiên là xin chào anh Phan Nhật Nam trở lại với chương trình ạ. Kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả. Như nếu khi lần phát hình trước, chúng tôi đã trình bày đến quý vị sự hình thành của Quốc hội 1946 và tiếp theo đó là bản hiến pháp năm 1946. Thì bây giờ chúng tôi xin đi đến một cái chi tiết, đó là thế này. Phải nói rằng 73 năm đi qua và ở trong 11 người mà soạn thảo bản hiến pháp đó, ủy ban dự thảo đó, đã có các cái người của quốc gia như là ông Nguyễn Cao Hách, sau này là viện trưởng viện đại học ở Sài Gòn, và cho dù là của Mặt trận Việt Minh, của Việt Minh đi chăng nữa, thì những người như cụ Huy Cận, Nguyễn Đình Phi vẫn là những văn gia đã hoàn toàn không bao giờ được thi hành hết. Vì sao? Vì thưa, đến ngày ký thông qua ngày 9 tháng 11, thì đến 19 tháng 12 năm 1946 thì bùng nổ chiến tranh Việt Pháp. Vì chính vì bùng nổ chiến tranh Việt Pháp này, cho nên trên thực tế, bản hiến pháp này có được thi hành chăng? Nếu có được thi hành chăng thì cũng chỉ thi hành trong những cái vùng do Việt Minh kiểm soát. Còn toàn bộ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau là thuộc quyền quản trị của quốc gia Việt Nam, của quốc trưởng Bảo Đại, tức là ngàn chính trị kéo dài từ 1948 cho đến 1955, và sau đó 1955 đã tiếp tục của Việt Nam Cộng Hòa cho đến 1975. Cho nên tôi xin lặp lại, trên thực tế của lịch sử, thực tế của điều kiện xã hội, điều kiện chính trị, hiến pháp 1946 nếu có được thi hành chăng thì cũng chỉ thi hành trong những cái phần của Việt Minh, cứ những chiến khu của Việt Minh kiểm soát là ở vùng Tây Bắc, ở vùng Liên Khu 5, Nam Ngại Bình Phú và một số địa phương mật khu ở trong Nam mà thôi. Còn ngoài ra, trong lãnh thổ Việt Nam, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ 1946 cho đến 1975 là thuộc quyền của quốc gia Việt Nam và của Việt Nam Cộng Hòa với biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ. Rồi đấy là thứ nhất. Lý do thứ hai, vì không được thi hành, nếu có được thi hành chăng cũng chỉ được thi hành trong cái vùng mà Việt Minh kiểm soát, nhưng cũng không được thi hành bởi vì sao? Vì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh đã lấy cớ là chiến tranh cho nên đã thực hiện, đã cai trị nước bằng các sắc lệnh. Và các sắc lệnh này là do nghị quyết của Bộ Chính trị, là do nhu cầu của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh, chứ không phải do từ các sắc luật mà đã các luật của 1900 của hiến pháp 1946. Và như tôi đã giống trước, cái hiến pháp này nó có nhiều cái điểm mà bây giờ tôi sẽ đọc lại với tất cả sự cảm động và sự xúc động nữa. Đây là thứ nhất, đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo. Thứ hai, bảo đảm các quyền tự do dân chủ. Thứ ba, thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, công nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại tố cáo. Và điều 10 thì quy định rõ ràng hơn nữa, quyền tự do về ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, kiếm ở đâu ra, tìm ở đâu ra những điều tốt lành này trong vùng Việt Minh kiểm soát, tìm ở đâu ra những vụ điều tốt lành này ở trong chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ 1900 khi đi vào Hà Nội 1954 cho đến 1975, tìm ở đâu ra những điều tốt lành của 73 năm trước ở trong Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện tại. Và để thưa về cô Thu Nga và thưa quý vị, để cụ thể hóa cái điều này thì tôi xin đưa đến một cái kể ra một bi kịch. Như cô Thu Nga đã nói rằng là trong cái quốc hội này có đến 70 vị
có 50 vị của Việt Quốc và 20 vị của Việt Cách. Nhưng mà thang ôi, 70 vị kia đã hoàn toàn vắng mặt sau khi chiến tranh bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1900. Tôi xin lặp lại, 70 vị đã hoàn toàn vắng mặt, chỉ còn lại 7 ông. 7 vị này lại bị o ép để trở thành cộng sản. Mà nếu không trở thành cộng sản thì bị sát hại. Đó là trường hợp của ông, những người thuộc về Đảng Phái Quốc gia như các ông Khái Hưng, các ông Nhựa Tống, ông Trương Tử Anh, và ngay cả Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của Đạo Hòa Hảo, là sau 1946, khi chiến tranh bùng nổ, lấy cớ chiến tranh Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt, các đại biểu, các lãnh tụ tôn giáo Hòa Hảo Cao Đài ở trong Nam, tất cả đều bị sát hại. Thành thứ, trên mặt thực tế, trên mặt lý thuyết, tôi xin đúc kết cái câu trả lời này trong hai điều. Thứ nhất, các điều khoản của Hiến pháp 1946 nếu có được thi hành chăng thì chỉ thi hành ở trong cái vùng Việt Minh kiểm soát, chứ không được thi hành ở trong cái vùng của quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa từ Ải Nam Cộng Hòa cho đến Mạnh Cộng Hòa. Thứ hai, nếu có được thi hành chăng ở trong vùng Việt Minh kiểm soát thì cũng chỉ được thi hành bởi qua các sắc lệnh do chính Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Hồ Chí Minh ấn ký. Và các sắc lệnh đó nó tai họa như thế nào, chúng tôi sẽ trả lời ở trong phần sau. Dạ vâng, đó đúng là cái điều bất hạnh của đất nước Việt Nam. Khi có những người mà trong đại biểu quốc hội mà 70 vị Việt Quốc và 20 vị Việt Cách thì cũng có những người trí thức, có những người yêu nước, chứ không phải là toàn là những tên mà vô sản chuyên chính. Thế nhưng mà cái điều bất hạnh đó đã xảy ra là đã không, những cái điều mà tốt đẹp đó không được thi hành. Như vậy thì thưa anh, bây giờ xin mời anh trình bày những cái vi phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Hồ Chí Minh, cũng như là đã vi phạm ngay chính những cái điều khoản mà họ đã trang trọng và xác nhận khi mà lập ra Quốc hội và Hiến pháp năm 1946, thưa anh. Vâng, đây là bi kịch, không phải bi kịch riêng của một giới nào, của một giới người nào trong xã hội, mà thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, đây là bi kịch chung của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Sau đó tôi xin đọc lại từng chữ. Thứ nhất, đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo. Thứ hai, bảo đảm các quyền tự do dân chủ. Thứ ba, thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta tái dựng lại lịch sử với những cái yếu tố và những cái điều khoản chính xác nhất mà chính người cộng sản cũng đã trang trọng viết nên. Thế bây giờ trở lại cái sự vi phạm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và hiện tại của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì bây giờ tôi xin kể ra một cái trường hợp như thế này. Đó là cái vụ cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất bây giờ tất cả đều được bạch hóa. Đó là do từ đâu mà có? Nếu ở trong hồi ký của ông Vũ Thu Hiên có nhắc đến cái chuyện là Hồ Chí Minh lưỡng lự bảo vệ là ông Vũ Đình Huỳnh, bố của ông Vũ Thu Hiên, rằng có gì đâu hấp tấp vội vã, mình cứ chống thực dân đi cái đã, còn cái vụ cải cách ruộng đất thì sẽ tính sau. Không, không phải vậy. Từ tháng 10 năm 1952, tôi xin lặp lại, từ tháng 10 1952, Hồ Chí Minh đã qua Nga, đã trình bày đến với Stalin một bản báo cáo về kế hoạch cải cách ruộng đất. Và kế hoạch này đã dựa trên những chỉ thị của Lưu Thiếu Kỳ, lúc ấy là chủ tịch của Trung Cộng. Và Lưu Thiếu Kỳ lấy chỉ thị này từ của Mao Trạch Đông. Như vậy, cải cách ruộng đất đã được Hồ Chí Minh kế hoạch hóa từ tháng 10 1952 để hỏi ý kiến quyết định cuối cùng của Stalin, của Lưu Thiếu Kỳ, của Mao Trạch Đông. Cho nên khi đã có đủ tất cả sự trùng y, trùng thuận và khuyến khích từ Liên Xô và từ Trung Cộng, Hồ Chí Minh phát lệnh. Nhưng mà muốn phát lệnh cho hợp lý thì Hồ Chí Minh lại giật dây cái quốc hội kia, cái quốc hội 1946 với những cái người mà còn chạy theo Việt Minh vào trong chính phủ, thì mới có một cái
một cái luật về cải cách ruộng đất là toàn bộ trong cái tài liệu này, chứ không phải là do của cá nhân tôi đặt ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chỉ thị, cho nên đã có cái sắc luật của Quốc hội ký ngày 4 tháng 12 1953. Và từ cái sắc luật đó, Hồ Chí Minh biến thành thông báo một sắc lệnh số 197 ký ngày 19 tháng 12 1953 mở một trận máu xương gọi là cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Thưa, như vậy đấy. Tăng tứ, như tôi đã nói rồi, nếu Quốc hội 1946 kia với những điều khoản trong hiến pháp kia mà được thi hành dù một phần nhỏ đi chăng nữa thì cũng là một hạnh phúc, một vận mệnh tốt cho dân tộc Việt Nam. Nhưng tháng ơi, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh đã dùng cái quốc hội ấy để biến thành những sắc luật xong biến thành những sắc lệnh nhà nước, như là sắc lệnh cải cách ruộng đất dựa vào luật ngày 4 tháng 12 của Quốc hội 46, lại gồm có những người đã chạy theo Việt Minh và chiến khu sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 46. Và bây giờ Hồ Chí Minh mở một trận máu xương gọi là cải cách ruộng đất qua sắc lệnh 197 ký ngày 19 tháng 12 53. Thành thử thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, đây là một bất hạnh của dân tộc, quả tình một bất hạnh thật. Và cái tất cả những điều khoản gọi là hiến pháp, và hiến pháp năm 1946 này, năm 1959 được Hồ Chí Minh sửa lại thêm một lần nữa, và từ đó mới có đến cái sắc lệnh thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 19 tháng 12 1960. Và thưa quý vị, tóm lại vận mệnh Việt Nam dưới tay Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự cai trị quản lý của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do một người có danh xưng gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng cái hiến pháp 1946 như là một công cụ để hiến định hóa tất cả những cái sắc lệnh của mình. Những sắc lệnh đó là những cái sắc lệnh đàn áp dân chúng và hiện tại đang tiếp tục là tại Việt Nam của với cái dự luật ba đặc khu mà kinh tế sắp sửa đã được của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân bảo rằng thế nào cũng phải tạo nên luật, nếu không tạo nên luật là không được, vì Bộ Chính trị đã quyết định rồi. Dạ vâng, thưa anh, chúng ta chỉ còn có vài giây phút nữa thôi, thì xin mời anh kết luận về cái nỗi đau, về cái nỗi bất hạnh của đất nước Việt Nam kể từ năm 1945 khi mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền, thưa anh. Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, quả tình những cái giây phút cuối cùng này chúng tôi rất lấy làm não nề khi đề cập đến cái quốc hội này. Vì nếu cái quốc hội này mà giữ nguyên được cái tinh thần của bản dự thảo mà được thông qua từ ngày 9 tháng 11 46 kia chỉ một phần nhỏ thôi, thì dân tộc Việt Nam đâu đã rơi vào những cái bất hạnh của hôm nay. Ví dụ như 1959, sau khi về vào đến Hà Nội là ngày 10 tháng 10 năm 1954, thì 59 Hồ Chí Minh đã sửa lại cái hiến pháp này. Hiến pháp này làm gì? Để từ đó ra một cái nghị quyết để thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Năm 59 sửa hiến pháp, thì đến năm 60, 19 tháng 12 60, thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam theo nghị quyết của Đảng Cộng sản, mở cái cuộc máu xương thứ hai từ 1960 cho đến 1975. Cho nên bây giờ cô hỏi tôi nghĩ tôi sẽ có nhận xét gì, thì tôi xin có một cái kết luận với tất cả cái sự đau xót nhất của một người Việt Nam. Bây giờ với dự luật ba đặc khu, nhưng mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân lại bảo rằng không, vì bây giờ Bộ Chính trị đã có quyết định rồi, phải làm ra luật, không thể nào không làm ra luật được. Nghĩa là tóm lại, Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ lặp lại tất cả những động tác của 73 năm trước, khi Hồ Chí Minh muốn cải cách ruộng đất, khi Hồ Chí Minh muốn được thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì bây giờ, mặc dù rằng không có một chữ Trung Quốc nào trong dự thảo của về ba đặc khu, nhưng mà Nguyễn Kim Ngân đã nói rằng bây giờ Bộ Chính trị đã quyết định rồi, và chúng ta tức là cái quốc hội bù nhìn đấy, quốc hội bù nhìn mà đã
biến dạng từ ngày 1946 cho đến bây giờ là 73 năm sau. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết thừa kế những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã và đang phát triển lên một tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. Thưa với cô Thu Nga, chúng ta không mỉa mai, chúng ta không dùng diễn đàn này để tôn trọng. Nhưng đối với những người với những ý niệm như của Nguyễn Phú Trọng, như của Nguyễn Xuân Phúc bảo rằng 99 năm cũng phải là vấn đề. Vấn đề là làm sao phải có những kỹ thuật để cho thuê 99 năm cái ba đặc khu kia một cách hợp lý và để phát triển. Và Nguyễn Thị Kim Ngân thì đã bảo rằng thì phải có luật vì Bộ Chính trị đã quyết định. Và Nguyễn Thị Doan thì bảo rằng đây là một nhà nước pháp quyền. Thì tất cả những chữ nghĩa từ Quốc hội 1946 hay là Quốc hội 1992 mà đã được thay đổi, đã được cải tiến rất nhiều lần cho đến hiện tại năm 2018, thưa cô, tất cả chỉ là những chữ nghĩa không nội dung và đã bị Đảng Cộng sản vứt đi như một loại phế phẩm mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã bỏ thời giờ ra trong chương trình những câu chuyện lịch sử và thời sự. Thì nói về Đảng Cộng sản cũng như là cái Quốc hội bù nhìn thì cũng còn nhiều cái vấn đề để chúng ta để mà nhờ anh giải thích cũng như là cho giới trẻ biết. Nhưng mà đến đây thì chúng ta hết giờ rồi, xin được tạm ngưng và hẹn với anh cũng như là quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Xin kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.